Nào, bây giờ chúng ta sẽ demo cái bài tập hôm trước mà chúng ta đã giao nhé. Thế thì đây là cái phần bài tập mà đã hoàn thiện. Đó, bài này là phần bài hoàn thiện. Thế còn cái tài nguyên của chúng ta thì gồm có những cái như thế này. Đây là tài nguyên. Từ cái này mà chúng ta sẽ làm ra cái kết quả final cuối cùng như thế này. Kèm theo chữ tiêu đề, kèm theo một cái mẫu của để chúng ta tạo pattern. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ tạm thời cứ tắt mấy thằng này đi nhé, để chúng ta làm theo cái quy cách mà home, có nghĩa là hai cửa sổ song song để cùng nhau quan sát cái quá trình làm việc. Thế đầu tiên thì vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới có cái kích thước bằng cái file gốc để mà chúng ta bắt đầu làm việc trên đó. Thế thì chúng ta sẽ vào menu email, vào duplicate và chúng ta tạo ra cái final copy. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tô. Đó. Hôm trước tôi đã nói với các bạn về tô màu tiền cảnh, hậu cảnh vân vân. Bây giờ tôi nhấn phím D để tôi trả cái màu tiền cảnh và hậu cảnh về mặc định. Đó. Sau đó thì chúng ta sử dụng phím là Control Delete để chúng ta tô cái màu hậu cảnh vào mà chúng ta không cần phải sử dụng lệnh fill lằng nhằng như mọi khi nữa. Thế đến đây là chúng ta đã có được cái nội dung kích thước của cái bài này đúng như là bài mẫu. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ phải sử dụng các công cụ mà tạo ra mình chọn để chúng ta chọn lựa những cái chi tiết ở bên cửa sổ phía bên tay phải và kéo sang bên tay trái. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ xem về cái bài mẫu đã, so sánh cái bài mẫu. Thì ở đây chúng ta thấy là gồm có mấy thứ này, một cái sóng ở phía trên này, dòng chữ này là phần tiêu đề này, và cái nội dung này bao gồm có mấy thứ mà chúng ta sẽ nhặt ra từ bên cái file bên phải, củ cải đỏ này, rồi cà chua này, cá này, đĩa này, đọt măng tây này, một cái đoạn ở giữa này thì nó sẽ là tô mà chúng ta nhận diện. Chúng ta thấy là nó cũng có vẻ là tô bằng mẫu pattern. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là đo cái kích thước đó, đo kích thước của cái vùng vùng hình này. Thế thì đo kích thước thì các bạn có thể đo ở đây, sau đấy thì các bạn sẽ vẽ lại một cái giống như thế ở bên cái cửa sổ tiếp theo, hoặc là các bạn cũng có thể là lấy theo cái cách là kéo vùng chọn từ bên nọ sang bên kia để nó chính xác luôn. Nếu thế thì chúng ta có thể là để tạm nó sang bên này. Đấy. Và ở bên này các bạn sẽ đo, các bạn vẽ cái vùng chọn xong thì các bạn có thể kéo trực tiếp thả cái vùng chọn từ bên cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia. Đây là một cách nhé. Đó. Cách thứ hai là gì đây ạ? Chúng ta có thể là tạo ra vùng chọn và chúng ta quan sát xem là nó có kích thước là bao nhiêu. Để biết được thì chúng ta nhấn phím F8 hoặc là function F8 nếu mà chúng ta làm ở trên máy xách tay, thì các bạn sẽ thấy là đây nó cung cấp luôn cái tham số rất là chi tiết, là cái vùng này là rộng 232 và cao là 193. Và để làm như thế thì các bạn có thể sẽ vào bên này, đúng không? Các bạn chọn fix size rồi các bạn gõ lại cái tham số đúng như thế để tạo ra cái vùng chọn giống hệt, làm cách nào cũng được, nhưng mà có lẽ là cái cách mà kéo thả từ cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia đấy là cách nhanh hơn, không phải lằng nhằng. Thế tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái layer để mà chúng ta tô, chúng ta xử lý cái này. Bình thường mình kéo hình, kéo vùng chọn sao nó đi cả hình, tại sao ở đây chỉ đi Em phải để ý là thầy đang sử dụng công cụ nào. Sử dụng công cụ mà vẽ ra vùng chọn thì là nó sẽ kéo vùng chọn đi không thôi. Còn nếu mà em sử dụng công cụ move thì nó sẽ kéo theo các điểm ảnh nữa. Cái này thì cần phải xem lại cái bài đầu tiên. Thầy đã nói tương đối rõ về cái vấn đề này rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo ra một layer mới, đúng không? Để phục vụ cho cái yêu cầu mà tạo ra cái nền này. Tiếp theo thì tô bằng cái gì? Tô bằng cái gì thì ở đây chúng ta sẽ xem và chúng ta thấy là nó không giống như là một cái mẫu tô bình thường, đúng không? Không phải là một màu. Và vậy thì nó sẽ chính là cái pattern. Và để tạo cái này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mẫu pattern mà chúng ta sẽ lấy từ cái bài mẫu thôi.
Thực ra cái bài này nếu mà làm đúng ra ấy, thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Đấy, và bây giờ chúng ta đang làm một cách giản lược nhất để tiếp cận đã. Đây, chọn một cái này. Và chúng ta lại lặp lại một cái kiến thức cũ, đó là tạo mẫu tô pattern như thế nào. Đúng không? Khi chúng ta đã có cái một vùng chọn rồi, thì chúng ta sẽ vào Edit, chúng ta sẽ vào lệnh Define Pattern và chúng ta chọn lệnh tạo pattern. Sau khi tạo pattern xong, chúng ta sang bên này và chúng ta bắt đầu tô cái pattern này vào cái layer này bằng lệnh fill và chọn về đây ạ, pattern, sổ danh sách ra và các bạn tìm tới cho tôi cái pattern mới tạo. Đương nhiên là nó sẽ nằm ở vị trí cuối cùng trong cái thư viện đang hiện hành. Chọn xong, nhấp OK thì chúng ta sẽ có cái mẫu pattern này tô vào. Đến đây thì chúng ta mới xử lý thêm một số vấn đề tiếp tục như sau. Chúng ta sẽ thấy rằng là so sánh thì chúng ta cần phải lấy tất cả những cái thành phần mà cái tài nguyên ban đầu đã cho. Vậy thì bây giờ tôi lại giả cái thằng này về bên này và bắt đầu cái thao tác là lấy tài nguyên ở bên này. Đó. Thao tác lấy tài nguyên này. Chọn nhanh cái con cá này. Đó. Trừ đi phần nền trắng ở bên ngoài này. Sau đó kéo cổ nó sang đây. Đến đây tôi có cá. Tiếp theo là xoay con cá lại, transform, và chúng ta sẽ cho nó quay theo chiều gì nhỉ? Ngược hay xuôi? Xuôi. Nào, ngược chiều kim đồng hồ, xuôi chiều kim đồng hồ. OK, vậy là nó dựng lên rồi. Nhìn một chút chúng ta thấy rằng là trong cái bài mẫu thì nó không có cái vây, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải cắt bớt cái vây đi, cắt làm sao không còn cái vây này. Đến đây tôi có cái phần con cá là xong, đúng không? Tiếp nữa là đến cái đĩa. Về cái đĩa thì nó là hình bầu dục, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái cách là vừa vẽ vừa điều chỉnh, đúng không? Cứ vẽ đại ra một cái vùng chọn đi đã, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn phím cách này, đẩy nó lên trên đỉnh này và dịch nó sang gì đây, cạnh trái này. Đến đây nhả phím cách ra và chúng ta kéo tiếp xuống làm sao cho nó ôm được sát vào cái hình của cái đĩa này. Nếu mà chưa chuẩn lắm thì các bạn có thể nhấn phím cách để dịch thêm cho tới khi nào mà nó bám sát được vào cái viền. Sau khi mà chọn xong thì chúng ta sẽ lấy cũng kéo nó trực tiếp từ bên nọ sang bên kia như thế này. À, chúng ta sẽ thay đổi cái tầng thứ của layer một chút bằng cách là đưa cái đĩa xuống tầng dưới, Control và phím mở ngoặc vuông để đưa nó xuống tầng dưới cho cái con cá này nó lọt lên trên. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xử lý lấy các cái thành phần còn lại này, đó, lần lượt này, bập măng này. Bập măng thì chúng ta có thể là sẽ lấy bằng cái công cụ Polygon Lasso. Tại vì nó cũng tương đối là thẳng. Đó. Ví dụ bên đây tôi lấy một đoạn măng kéo sang à, sang bên này. Tiếp nữa là chúng ta sẽ lấy phần bên dưới, đó là những cái dưa đỏ này, rồi cà chua cũng, hoặc là vẽ rộng rồi trừ bớt đi đó, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ gì đây nhỉ, Quick Selection. Nhưng mà ở trong này nó có rất là nhiều các cái phần mà phần đen, đúng không? Rỗng là như thế này thì chúng ta trừ đi thì tốt hơn. Đây, vẽ này, giữ Shift mở rộng tiếp này, mở tiếp này, tiếp tiếp đến đây tôi chọn được cái vùng này, Magic One trừ đi. Nhưng lúc này để ý xem là có đánh dấu contiguous không, nếu mà có thì bỏ nó đi để nó tự động loại trừ cả những cái vùng mà tối ở đây. Nhấn An, bấm vào đây thì nó sẽ tự động nó xử lý luôn cả cái phần rỗng ở trong này. Đến đây tôi lấy được cái của cái đỏ, tôi vứt sang đã. Tiếp theo cái thằng này cũng làm tương tự như vậy, chúng ta cũng vẽ này, trừ bớt đi này. Thế mà trong trường hợp này thì chúng ta thấy là màu mè nó cũng tương đối bị lẫn vào đây, thế thì nên giảm tolerance đi một chút để nó giữ lại cái lá nhiều hơn.
10 thôi chẳng hạn, nó sẽ giảm bớt cái sự bị mất lá này đi. Hoặc nếu từng cái nào mà nó không rõ lắm thì chúng ta có thể là chọn một cái khác cho lá nó phần rõ hơn, phần lá nó rõ hơn một tí. Đấy thì chúng ta sẽ giảm bớt đi. Đấy, thì nó sẽ lấy được nhiều hơn. Đến đây về mặt nhưng mà như thế này. Đấy, 5 thì nó sẽ ria hơi nhiều. Đó. Thế bây giờ chúng ta mới xử lý thêm mấy vấn đề như sau. Trước hết là chúng ta lại so sánh hai cái. Thì bây giờ chúng ta nhìn thứ nhất là về mặt mặt vị trí. Vị trí thì nó cũng tương đối là giống nhau về cái phần nền này rồi. Đó. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sắp xếp những cái đối tượng còn lại. Thế thì thay vì việc là các bạn phải mở cái cửa sổ layer để các bạn xem là mỗi đối tượng này thực chất là nó nằm ở layer nào, thì các bạn có thể thay thế bằng một cách như thế này. Một là các bạn chọn cho tôi cái auto select. Khi mà các bạn chọn công cụ move, các bạn chọn auto select đánh dấu vào đây thì nó được một vấn đề gì, các bạn bấm vào layer nào thì nó sẽ tự động chọn luôn cái đấy cho các bạn. Đấy là một cách, nhưng thực ra thì tôi không khuyến khích dùng cái này, tại vì là nhiều lúc nó sẽ làm cho chúng ta làm sai làm nhầm đấy. Tại vì là nếu mà phụ thuộc vào nó thì khi mà các bạn bấm nhầm cái nào đó là các bạn sẽ không để ý một chút là các bạn sẽ chọn nhầm lớp ngay. Đấy, tôi định chọn lớp trên, tôi định chọn lớp bên phải, lớp bên trái, nhưng mà có những thằng rất gần mà chúng ta chạm phải mà chúng ta lơ đãng đi một tí là chúng ta sẽ thao tác sai ngay. Do đó thì không khuyến khích các bạn dùng cái này. Các bạn có thể có mấy cách như sau. Một cách cơ bản nhất là chúng ta mở ra và quan sát trực tiếp cái hình thumbnail ở phía bên tay trái này để xem là thực ra cái layer này nó chứa cái gì. Đấy là một cách. Cách thứ hai là các bạn sử dụng chuột phải, các bạn bấm vào đây thì tại cái điểm mà các bạn bấm vào nó sẽ liệt kê tại điểm đó nó đang chứa bao nhiêu layer và cái tầng thứ thằng nào nằm trên thằng nào nằm dưới, nó ghi rất là rõ. Mình bấm vào đây và mình dịch đã đúng layer chưa thì là mình sẽ chọn, còn nếu mà chưa đúng thì mình sẽ bấm lại. Đấy là cách thứ hai là dùng menu chuột phải. Còn cách thứ ba các bạn có thể làm đó là các bạn giữ phím control cho tôi. Khi các bạn giữ phím control, các bạn kích vào cái nào thì các bạn sẽ chọn được cái đó. Cái này là chọn, nhưng mà chọn một cách chủ động là có cái sự điều khiển của chúng ta, thay vì auto select. Auto select rất khó chịu ở cái đoạn là nó lãng đi một cái là mình sẽ chọn nhầm ngay. Thực ra bản chất nó vẫn là auto select thôi. Đây này các bạn quan sát ở đây này, tôi nhả cái phím control ra thì cái auto select này không được chọn, nhưng tôi nhấn phím control thì auto select lúc đó được chọn. Nhưng nó sẽ chỉ auto khi mà tôi nhấn phím control, có nghĩa là tôi có sự chủ động của tôi trong cái thao tác thôi. Còn lúc chọn xong một cái, nhả phím control ra thì nó sẽ không làm cho mình chọn nhầm sang những thứ khác nữa. Thì lời khuyên là dùng cái chế độ như thế này, giữ control và kích vào cái layer lúc cần chọn, và chọn xong cái thì buông ra. Đến đây thì tôi sẽ sắp xếp lại cái con cá cho nó tương đối phù hợp với lại cái bài mẫu này. Cái đĩa cũng tương tự như thế. Sau đó thì cái củ cải chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl T để hiện lên cái bounding box, cái hộp điều khiển, và chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại. Khi thu thì để đảm bảo cho nó giữ được cái tỷ lệ thì các bạn phải giữ phím Shift. Còn nếu mà muốn thu đều luôn thì các bạn có thể là Shift An. Shift An thì nó thu vào tâm và vẫn giữ cái tỷ lệ. Đến đây thì chúng ta thu gọn nó vào xong và chúng ta đặt nó vào cái vị trí giống tương tự bài mẫu. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý những cái thành phần còn lại. Ví dụ như ở đây đọt măng tây thì chúng ta thấy là nó có 3 đọt măng tây tất cả. Và bây giờ tôi sẽ đặt một cái đọt vào cái vị trí đầu tiên. Sau đó thì lần lượt chúng ta sẽ nhấn giữ an và chúng ta kéo nó tới những cái vị trí tiếp theo. Mỗi lần mà chúng ta nhấn an mà chúng ta lay, chúng ta kéo một cái layer tới vị trí mới thì nó khi nhả chuột ra thì nó sẽ tự động nhân bản thành cái layer thứ hai. Đến đây thì tôi đã có đủ số lượng về cái đọt măng và việc còn lại bây giờ sẽ là quả cà chua. Đặt vào đây một cái này. Tiếp theo thì nhấn an và chúng ta nhân bản tiếp cái xuống thứ hai này.
Ví dụ thế. Thì trong cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl T, chúng ta thay đổi góc của một trong hai cái quả này để cho nó phù hợp với lại cái góc của bài mẫu. Và nếu mà quan sát một chút thì mọi người thấy là cái này rõ này, cái này hơi mờ này, cái này mờ hơn này, như thế là nó liên quan tới gì nhỉ? Opacity. Đó. Thế thì tôi sẽ giữ Ctrl tôi kích vào từng cái này. Ví dụ thằng trên mà tôi để 100%, thằng này tôi ấn 8 đi là 80%, hoặc 9 là 90% đi. Thằng này sẽ thấp hơn một tí nữa, ví dụ 60% hay 50% đi, hoặc là 70% gì đó. Thế là chúng ta sẽ xử lý rất là nhanh về mặt opacity, độ trong đục. Hai thằng này cũng tương tự như vậy. Thằng này ví dụ 80%, thằng này ví dụ 60%. Thế là chúng ta đã giải quyết xong được đến cái tổng quan. Việc tiếp theo nữa thì chúng ta thấy là cái đĩa nó chỉ giữ một phần như thế này thôi, đúng không? Thì cái đĩa của chúng ta lấy lại là lấy trọn vẹn hết tất cả. Do đó thì tôi sẽ xử lý như sau. Giữ Ctrl và click vào cái phần nền tô này để chúng ta gọi đúng cái layer ra. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục giữ Ctrl, các bạn kích một lần vào trong cái thumbnail của cái layer này thì nó sẽ tải luôn cái vùng chọn của cái layer đó lên. Tức là diện tích nó như thế nào là nó sẽ có vùng chọn bao quanh luôn. Thế và bây giờ thì tôi sẽ làm tiếp thao tác là gì đây ạ? Kích chọn lên cái layer chứa cái đĩa. Cái mà chúng ta muốn giữ lại là cái nào ạ? Là cái phần đĩa nằm ở trong trong cái phần chữ nhật này, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác là vào select, vào gì đây ạ? Invert, đảo ngược lại. Thay vì là chọn ở trong phạm vi hình chữ nhật thì bây giờ nó bỏ lơ cái phần chữ nhật đi và nó lấy tất cả những phần ở bên ngoài. Sau đó thì tôi nhấn phím Delete để tôi xóa đi. Thì nó sẽ làm sao? Xóa tất cả những cái phần đĩa nằm ở ngoài hình chữ nhật. Đến đây thì về mặt diện tích nó cũng đã đảm bảo được rồi. Tiếp nữa thì chúng ta thấy là cái phần này nó có một cái viền đen. Viền đen này nằm đè lên những cái gì? Viền đen này nằm đè lên cái phần nền vàng vàng này và nằm đè lên cái đĩa. Do đó thì chúng ta sẽ tạo ra một layer mới để chúng ta xử lý cái việc đó. Giữ phím Ctrl, click vào cái hình chữ nhật này để tải vùng chọn. Sau đó chúng ta sẽ làm quen thêm một khái niệm mới hơn một tí. Hôm trước là chúng ta đã làm quen với khái niệm tô, đó là Edit Fill, và ngay kề bên dưới nó là Stroke. Stroke là lệnh tô dành cho đường viền. Và đường viền là gì? Đường viền là nó sẽ tô theo cái vùng chọn mà chúng ta đang có. Thế khi chúng ta nhấn lệnh, nó sẽ có một vài cái thao tác mà chúng ta cần phải thiết lập trước khi mà nhấn OK, bao gồm phần trên là stroke. Stroke là gì? Width, độ rộng, thì chúng ta thiết lập là bao nhiêu pixel, nó sẽ tô vào cái độ dày đúng bấy nhiêu pixel. Color, màu gì? Ở đây màu đen đen thì đây có đen rồi, hoặc không thì các bạn muốn lấy chính xác, các bạn có thể đưa cái con trò chuột sang cái phần ảnh mẫu, các bạn kích vào đây để các bạn lấy cái giá trị màu mẫu luôn. Thế và phần location này mới là cái phần mà các bạn cần phải lưu ý. Location thì nó cho các bạn ba cái tùy chọn khác nhau. Một là inside. Inside là gì? Inside có nghĩa là từ cái vùng chọn hiện có này nó sẽ tô lật vào phía bên trong của diện tích vùng chọn. Outside là gì? Outside lại là từ cái vùng chọn này nó tô lật ra phía ngoài. Thế còn center thì là mỗi thằng là một nửa, tức là một nửa trong và một nửa ngoài vùng chọn. Đấy, ở đây tôi chọn inside đi, tôi lập vào trong. À, không phải, vừa nãy là chúng ta mới đo ở bên ngoài đúng không? À, chúng ta mới đo ở phần trong này, vậy thì lần này là chúng ta phải lật nó ra ngoài. Đó, lật nó ra ngoài, đây, outside. Đấy, ok, vậy thì nó sẽ lật ra ngoài. Đấy, nếu mà cảm thấy rằng là cái này chưa đủ độ dày giống như bài mẫu thì các bạn có thể tô lại một lần nữa, các bạn cho nó dày lên thành 3, thành 4 đi. Đó. Thế đến đây thì chúng ta đã có cái đường viền đè được lên cái phần nền vàng, đè được lên cái đĩa, đúng không? Và nằm dưới bọt măng cũng như là dưới con cá. Vậy thì đến đây là tạm tạm ok rồi. Chúng ta xử lý tiếp những cái vấn đề còn lại. Trước hết là chúng ta sẽ lấy các cái yếu tố còn lại ở trong cái bài mẫu, ví dụ như dòng chữ này, ví dụ như là mẫu pattern này, thì chúng ta sẽ mở tiếp cái file đó ra.
chữ này, pattern này. Đó. Pattern, Ctrl A, chọn luôn. Đó. Và tôi có thể từ từ. Sorry. Đây tôi kéo nút cái thằng này sang đây đã. Bên này, chọn hết, kéo thẳng sang đây. Vậy là tôi có được gì đây? Một mẫu. Lấy được rồi, cắt đi. Tôi không cần cái thằng này nữa. Thằng thứ hai thì tôi sẽ lấy hết cái phần nền trắng, đúng không? Sau đó thì Ctrl Shift Y ngắn đảo ngược lại thì có nghĩa là tôi sẽ lấy được gì? Tôi sẽ lấy được chữ đỏ. Và kéo cổ cái chữ đỏ này sang đây, đặt vào vị trí. Đến đây. Tôi sẽ chọn lại cái phần hoa văn này, Ctrl T và kéo rộng nó ra để cho nó nằm ngang hết. Thế đến đây về mặt bố cục là chúng ta đã tương đối đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Những cái gì không cần nữa thì đóng hết lại. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét cân chỉnh hai thằng hai bên. Đây bài mẫu thì chúng ta thấy nó còn có mấy vấn đề nào. Thứ nhất là cái nền này không phải là một màu. Đây là mẫu tô gì đây ạ? Tô chuyển gradient. Do đó thì chúng ta phải có hai màu. Một là công cụ gì đây ạ? Lấy mẫu màu đã. Tôi click vào đây để tôi lấy mẫu ở dưới. Tôi nhấn Alt, tôi click vào đây để lấy màu thứ hai. Đấy, màu thứ hai khi mà chúng ta nhấn Alt thì lấy mẫu màu nó sẽ chui vào gì đây ạ? Mở ô màu background. Sau đó thì tôi sẽ chọn công cụ gradient, sổ danh sách ra và tôi chọn cái gì đây? Cái kiểu đầu tiên đó là foreground to background. Tô vào đâu? Tô vào layer gì cùng? Tại vì đây là phần nền. Và chúng ta kéo một đường giữa shift cho nó thẳng, kéo một đường. Thời gian khóa. Vấn đề là chúng ta đang để chỗ chế độ nào? Hôm trước vì chúng ta đang nói đến blending, do đó thì để phải để quay trở về normal, đúng không? Đây chúng ta làm lại. À, đến đây thì nó lại thấy bị ngược đúng không? Vì sao? Vì là chúng ta đang để chế độ reverse. Do đó thì thôi. Ctrl Z đảo lại. Ctrl Alt Z đảo lại X đi. Để chúng ta gì đây? Đảo ngược lại gì? Vị trí của hai màu, kéo lại một lần nữa. Đến đây thì tôi tô được màu rồi. Đấy là cái nền. Thế còn đến đây thì gì? Chúng ta quan sát nó cũng không phải thuần một màu. Trong cái phần tím tím này có phần tím đậm, có phần tím nhạt. Do đó chúng ta cũng lại thấy là nó cũng là tô chuyển. Vậy thì tôi cũng lại phải lấy mẫu màu tương tự như thế. Click Alt click một cái này. Đây, click này để lấy màu nhạt này. Alt click là để lấy màu đậm này xuống hậu cảnh này. Sau đó thì chúng ta tiến hành tô. Đến thao tác tô thì sẽ phải có một cái thao tác đầu tiên là để làm sao cho nó tô đúng vào trong cái phần mà cần tô đã, đúng không? Nếu mà không có vùng chọn thì nó sẽ tô tràn hết cả ra layer. Do đó thì chúng ta phải làm thao tác gì đây ạ? Chọn layer này. Và bây giờ chúng ta sử dụng một trong hai thao tác. Một là các bạn giữ phím Ctrl, các bạn click vào đây để nó tải cái vùng chọn lên. Khi tải vùng chọn thì nó sẽ chỉ tô vào đây thôi, không phải tô tràn hết ra ngoài. Còn cách thứ hai nữa thì các bạn không chọn gì cả cũng được. Nhưng bây giờ tôi lại nói thêm một cái khái niệm nữa ở trên layer. Các bạn có một số sự trợ giúp ở trên cửa sổ layer này, trên panel layer này, bao gồm có lock. Lock cái gì? Lock transparency, lock image pixel, lock position và lock on. Thì lần lượt chúng ta sẽ có là gì đây? Lock transparency pixel có nghĩa là nó sẽ khóa tất cả những cái vùng nào mà không có, hiện không có điểm ảnh, không có màu thì nó sẽ không tô vào đấy. Nó chỉ tô vào những cái phần nào mà có màu thôi. Khi các bạn bấm vào đây thì các bạn không cần vùng chọn nữa. Chỗ nào đã trong rồi là nó sẽ không tô vào. Còn nhớ cái phần lệnh tô behind không ạ? Cái blending behind khi mà chúng ta nói về cái bút ấy, cái brush ấy. Đấy, thì khi mà chỗ nào đã có điểm ảnh thì nó sẽ không tô vào đấy mà nó sẽ chỉ tô vào phần gì đây? Chưa có điểm ảnh thôi. Để tạo một cái hiệu quả ảo là tô ra phía sau. Còn cái này thì nó ngược lại là chỗ nào mà không có điểm ảnh thì không cho tô vào và chỉ cho phép tô vào những chỗ đang có điểm ảnh thôi. Thì bây giờ chúng ta đang đánh dấu vào đấy đấy.
là đánh dấu vào cái lớp transparency. Còn cái này là gì? Không cho tô cái gì hết. Đấy, không cho tô, không cho sửa chữa gì hết. Thằng này là không cho dịch chuyển. Còn thằng cuối cùng này lớp on có nghĩa là không cho làm bất cứ cái gì. Làm xong ở trên layer đó rồi mà tôi hài lòng rồi tôi khóa lại, không cho phép sai sót, không cho phép sửa đổi nữa. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng cái lớp đầu tiên là lớp transparency PCL. Và bây giờ tôi tiến hành tô. Đây, còn sao này? Tô. Đó. Tô thì màu vào rồi, có vẻ giống rồi, nhưng mà lại bị mất đi gì ạ? Mất đi cái hoa văn họa tiết cũ của cái mẫu đó. Do đó thì chúng ta tô này vẫn chưa đúng, mà chúng ta lại phải chọn chế độ gì đây ạ? Multi. Đấy. Chọn multi thì nó sẽ vừa đưa được màu vào và nó vừa giữ được cái phần họa tiết. Thế thì đến đây coi như là chúng ta đã xử lý xong. Vậy thì cái này nó sẽ gồm có mấy thứ nhỉ? Mấy cái kiến thức mà chúng ta cần phải xem nhỉ? Chọn lựa này, đúng không? Tạo mẫu tô button là 2 này. Nhân bảng bằng cách kéo phím an là 3 này. Các phím tắt để mà xử lý opacity là 4 này. Đảo ngược cùng chọn là 5 này. Một cái hơi mới một tí là cái stroke là tô đường viền là 6 này. Tô chuyển là 7 này. Và một chút khái niệm quay trở lại về cái thao tác chọn lựa cái chế độ hòa trộn blending mode. Đấy, và cộng thêm một tí các cái khái niệm về gì đây? Lựa chọn các layer bằng cách là gì đây? Giữ phím Ctrl để mà chúng ta kích chọn này. Rồi thêm một chút về các cái chế độ là khóa cho một layer. Đấy. Tổng quan lại thì nó vẫn cứ là những cái kiến thức cũ thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta mở rộng thêm ra một tí kẹo. Thì đây là một cái bài mà nó mang tính cũng tổng hợp, nhắc lại nhiều thứ, kèm thêm một xíu các cái kiến thức mới. Chữ thì ở đây chúng ta đưa vào, nhưng đây vẫn chỉ là hình ảnh thôi, nó cũng vẫn chưa phải là chữ thật. Đó. Thế thì đây là cái phần demo của cái bài hôm trước. Không biết mọi người làm thì có đi được đến cái kết quả cuối cùng như thế này không. Thế ngoài ra thì hôm nay đang nói tới cái phần layer thì tôi bổ sung thêm cho các bạn một xíu các cái kiến thức thêm như thế này. Ngoài cái vấn đề là các bạn tắt hoặc bật một cái layer để các bạn quan sát hoặc là các bạn ẩn giấu một cái layer cụ thể, thì đôi lúc chúng ta cũng có nhu cầu là chúng ta sẽ tắt hết tất cả các layer đi và chỉ để lại một layer duy nhất để mà chúng ta quan sát nó cho kỹ hơn. Đấy. Thế thông thường nếu mà không biết cách thì các bạn sẽ phải tắt rất nhiều layer như thế này và các bạn để lại cái layer các bạn cần. Tuy nhiên cách này thì rất là lâu. Bài này thì nó cũng không có nhiều các cái layer lắm, nhưng mà dù sao đi nữa tắt đi độ khoảng một chục layer, sau đó lại bật lại một khoảng một chục layer thì nó vẫn là một cái thao tác mất thì giờ. Chúng ta sẽ có một cái phương pháp khác đơn giản hơn, đó là phương pháp trừ. Đấy. Là gì ạ? Tôi muốn giữ lại layer nào, tôi quan sát thì tôi chọn nó đi. Sau đó thì các bạn nhấn an và các bạn kích vào cái hình con mắt này thì tất cả những layer còn lại sẽ bị giấu tạm thời đi cùng một lúc. Nó chỉ để lại cái layer mà chúng ta vừa nhấn an, chúng ta kích vào hình con mắt này thôi. Sau đó các bạn muốn cho nó hiển thị trở lại thì các bạn lại nhấn an và các bạn kích lại và một lần nữa thì nó lại hiển thị lại tất cả những cái layer vừa bị giấu đi. Tuy nhiên cái thao tác này thì rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ chỉ cho phép là giấu cái gì thì nó hiển thị cái đấy. Tôi lấy ví dụ như là tôi tắt cái thằng này trước đi. Bây giờ tôi nhấn an, tôi tắt và bật những thằng khác thì các bạn sẽ thấy cái gì? Nó cũng giấu. Đó, nó cũng giấu. Nhưng bây giờ nếu tôi nhấn an một lần nữa mà tôi bật lên thì riêng thằng này không được bật. Vì sao? Vì cái lệnh vừa rồi nó không giấu cái layer này, cho nên nó cũng không khôi phục cái layer này nữa. Đấy. Nó tắt cái nào thì nó sẽ khôi phục đấy. Ngoài cái này ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái vấn đề nữa mà các bạn cũng nên lưu ý thêm. Đó là những cái thao tác cơ bản, ví dụ như là nhân bảng bằng cách là kéo một cái layer cụ thể vào cái hình trang giấy này, thì hôm trước là tôi đã nói với các bạn trong quá trình làm rồi. Nhưng xóa thì cũng thế, kéo trực tiếp những thằng muốn xóa và thả trực tiếp vào trong thùng rác này. Đấy là xóa, nhân bản. Nhưng còn một cái thao tác nữa mà các bạn cũng nên nắm được và sau này các bạn cũng sẽ nên vận dụng nó, đó là
tổ chức các cái nhóm layer. Ở đây những cái bài tập của chúng ta là những cái bài tập tương đối đơn giản, số lượng layer nó cũng ít thôi, cho nên chúng ta có thể là tương đối là thoải mái trong cái việc là lựa chọn tắt bật hoặc là đưa lên đi xuống hoặc là gán những cái vấn đề khác cho các layer. Tuy nhiên khi mà một cái bảng thiết kế phức tạp nó lên số lượng vài chục layer cho tới cả trăm layer, nếu như là một bảng thiết kế phức tạp, thì lúc đó nếu mà tất cả nó đều nằm cùng một cấp độ với nhau như thế này thì nó sẽ xảy ra chuyện chúng ta quản lý, chúng ta tìm, chúng ta xử lý cực kỳ khó. Thế thì chúng ta có thể giải quyết theo vấn đề là gom chúng nó lại thành những nhóm với nhau. Ví dụ tôi có thể gom hết tất cả các cái đối tượng vào với nhau, chẳng hạn như là cái viền này, rồi cái đĩa này, rồi cái nền tô này, tôi gom vào một nhóm với nhau. Tại vì sao ạ? Cái viền này là nó đi cùng với cái nền, với cái đĩa đấy. Thế cho nên là tôi có thể nhóm nó vào với nhau. Để nhóm lại thì các bạn có mấy cách như thế này. Một là các bạn chọn những cái layer này, sau đó thì các bạn bấm vào hình cái cặp ở dưới này, nó sẽ tạo ra một cái nhóm. Và trong này nó sẽ chứa gì đấy ạ? Những cái layer mà chúng ta vừa chọn. Cái này thì nó được lợi cái gì? Có nghĩa là cái số lượng hiển thị ở trong này nó sẽ ít đi. Một nhóm là bao giờ nó cũng nằm chung cùng một mục đích đấy, chung cùng một mục đích với nhau thì nó sẽ được nhét vào trong một nhóm. Do đó thì đến lúc mà tôi quản lý thì tôi quản lý theo các nhóm này, nó được cái gì? Ví dụ tôi tắt cái mắt của nhóm này đi thì tất cả những cái layer mà nằm ở trong nhóm đó sẽ được giấu đi cùng luôn, hoặc là hiển thị cùng luôn. Thứ hai nữa là tôi di dịch cả một cái nhóm này thì tất cả các layer đó nó sẽ đi cùng nhau, và chúng ta sẽ quản lý theo nhóm chức năng, nhóm mục tiêu của từng layer một. Như thế thì nó sẽ dễ hơn. Tôi cũng có thể là lồng các nhiều cái group này vào với nhau, ví dụ như là những cái mà liên quan ở phía trên này, ví dụ ba cái đoạn măng này chẳng hạn, tôi có thể làm thành một nhóm với nhau đó. Và chúng ta quản lý nó bằng cách là đặt tên, ví dụ đây là măng này, ví dụ đây là nền một này đó, background này là nền hai rồi, nền dưới cùng thì không nói, ví dụ như thế. Thế thì ít nhất là tôi vừa quản lý một vài cái thì các bạn thấy là cái số lượng layer nó trình bày trong này nó ít đi, và chúng ta tìm tòi nó cũng sẽ nhanh hơn, không cần phải kéo quá nhiều cái thanh trường này nữa. Đấy. Hoặc các bạn cũng có thể là làm theo một cách khác, ví dụ hai quả cà chua này tôi có thể gom nó vào một nhóm. Lúc này thì chúng ta không thao tác ở đây nữa mà chúng ta có thể làm ở trong layer, và các bạn tìm tới cái lệnh là group layer, hay là các bạn nhấn phím Ctrl+G thì nó cũng sẽ tạo thành các nhóm như thế này. Và việc mà lôi kéo này, tôi chuyển một group nọ lên trên hay xuống dưới group kia thì sẽ nhiều layer được chuyển cùng một lúc hơn. Đấy. Hoặc là cần thiết nữa tôi có thể là gì đây, nhét một group nọ vào một group kia. Đây, các bạn sẽ thấy group nọ nó chui vào group kia. Thì lúc này cái sự hiển thị ở ngoài này nó còn ít hơn nữa. Đấy, cần làm việc với nhóm nào chúng ta mở đúng nhóm đấy ra thôi. Còn không cần, cần cái nào sổ ra, đúng không? Không cần nữa, đóng gọn lại thì nó sẽ ít hiển thị, ít phải lần mò trong cái bảng layer này. Thì đấy là thêm một chút các cái phần mà chúng ta trao đổi để chúng ta nắm được cái kỹ thuật làm nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ tăng tốc độ làm tốt hơn. Đấy. Tất nhiên là tôi sẽ không làm như thế này với cái bài như thế này đó, tại vì nó số lượng layer này không đáng để mà quản lý như thế. Nhưng ví dụ các bạn làm sau này, nếu bạn nào mà đụng tới thiết kế giao diện website chẳng hạn, thì nó đi tỉ các cái layer khác nhau với các cái icon khác nhau, hay kể cả những cái thiết kế đồ họa khác cũng thế thôi, nó sẽ có rất là nhiều cái mà chúng ta phải quản lý rất là kỹ theo từng nhóm một. Đấy, thì lúc đó thì đừng có quên cái việc là quản lý các cái layer này theo nhóm đối tượng, theo nhóm mục tiêu, chứ đừng thả rông hết cả ra tất cả cùng một cấp ở trong layer, thì lúc đấy sẽ rất khó quản lý và rất khó tìm.